ăn nhanh như cái này mà nốt tung veo luôn mời cả nhà nha. Ê, đúng một tiếng nữa ăn tôi nói còn phải đi kéo gù này, đi kéo gù này, đúng rồi anh này nó chuẩn, đi kéo gù này thì là cũng sung sướng rồi. Nếu kéo, nếu mà nói như bảo nếu kéo gù thì cảnh đã có thưởng thức rồi, ớt rồi hòa bắt kéo đấy. Dân bây giờ đôi gù ba rồi, tuyệt vời quá trời, xứng đời ta điện. Nhìn dùng đũa này, món tiết canh của bác nào ngon quá đấy. Ăn rồi, hút phát giống mùi tôn nhỉ. Hút phát nhà ron giật chú còn gì. Hello cả nhà nhá. Xin chào cả nhà một buổi sáng. Một buổi sáng mặt trời đã đen nói lên rồi đấy cả nhà. Đấy, mời cả nhà đi ra ngoài trần sắn ăn sáng mình nhá. Đấy, có 5 giờ mà buổi tôn đã gọi đi ăn sớm thế. Banh mắt ra đã gọi đi ăn sáng. Hình như có cả chú Xuân nó rủ nhau làm cho các bố đi làm về ca đêm về là các bố gọi luôn và ngay và đi ra khẩn trương. Mời cả nhà đi cùng mình ra đấy nhá. Mời cả nhà đi ăn sáng cùng mình nhá. Cả nhà đã ra tới quán Trần Sắn rồi nhá. Mời cả nhà vào ăn với lại anh em mình. Đồng chặt kín hết cả sân. Chào cả nhà nhá. Đấy, các bà cứ sáng ra cứ mua cháo về. Bây giờ người ta về xe tích ngoài ngõ kia nữa kìa. Đấy cả nhà. Quê nó cứ dần dã bình dị thôi, mua cháo mua não thì cứ tự vào mà múc thôi. Cái xanh đẹp chưa. Quán quê nông thôn nó thì cứ vậy thôi cả nhà nhá. Chia sẻ đấy. Xe thì lại tít ngoài ngõ rồi vào đây, người ta đi ăn ở đây sớm lắm. Để vào mình đánh tết canh. Yeah. Xin chào các bạn hiền. Chào các bạn hiền. Xí luôn cái bàn đây nào. Chào Trần Lân. Xin chào. Xin chào. 39 cái là công tác này là công tác của biển này. Nên là chủ quyền lại đang chuẩn bị sang nữa cả nhà. Được cái ngày hôm nay các bố đi làm về cũng có gọi mình. Vừa chờ mắt thì đã gọi. Quán dân dã nông thôn. Đông khách lắm cả nhà. Nên mà tại có những mọi lần là mình đi muộn cứ 7 rưỡi 8 giờ mình ra lại mình làm video mới tầm đấy mình xong mình đi ra được. Hôm nay là các chú đi làm về sớm chứ khu vừa mới chờ mắt tí. Cái xanh to, cái xanh trước cửa nhà sắn đấy. Đến 1, 2, 3, 4, 5 5 bát cả nhà. Rồi,
đáng vào hai kinh mồm chạy ngay. Mà tiền ai cái thánh ớt đây à? Cái thánh ớt này nó ăn thì kinh điển luôn. Thế so ở Bình thôi, chứ còn thiên hạ nhân thiên hạ tài, núi này cao núi khác cao hơn. Đấy là cái tiếng thôi, chứ còn nhiều ăn thiên ớt, ăn hàng cân ớt. Cái ớt này nó không cay. Mấy cái bố này nói cay ăn thế mà không cay ăn. Cửa nhà nhìn thấy được chưa? Đấy, đông luôn rồi đấy. Lê Quyền đã sang rồi, chú Quyền đã đến rồi. Đông ngay cả nhà này, nhìn thấy chưa? Đẳng cấp ấy, đẳng cấp tiết canh. Đông luôn nhé. Khỏa ngay đóng rồi ra đây. Xin chào lại gia đình mình nhá. Và đây, anh vừa cái khỏa tiết canh xong thì chú đến. Đấy rồi, người đời đâu rồi, lâu lắm nhìn thấy nhỉ, khỏe chứ? Người đẹp đấy. Đấy, cả nhà, đỏ tươi chưa? Đông luôn nha. Đấy, bà tươi thấy tôi đánh đẳng cấp hơn bà chưa? Đấy, bà anh nó phải như này, nóng rực mà sợ đông luôn. Đỏ rồi luôn. Nó nhìn thấy biển đánh đẳng cấp hơn ông chưa? Đánh đông, đỏ tiết đỏ không? Đấy, mời cả nhà ăn sáng với anh em mình nhá. Đây cả nhà. Đấy, mời các cụ nhá. Mời cả nhà nhá. Mời các cụ gần xa nhá. Cụ Hào ơi. Mời cụ nhá. Nắm tiền chưa? Đấy. À, chào anh Hào nhá. Mời anh Hào anh sáng. Cầm cái ví và móc toàn tiền 500. Đấy, già là cái ăn sáng toàn tờ 500 hết. Ôi da. Nhấp đi anh ơi. Bốc phát đi. Nhớ có chú nào thì vẫn cho tôi nhớ. Chào các anh tất thì có khi con người già có người già có ngọt anh. Đấy cái tốt. Các hồ bà kia tốn ra nhiều còn chưa đủ. Cứ kêu một tí nó bằng thường. Cứ khiêm tốn đi. Cứ khiêm tốn đi đúng không? Bao nhiêu còn chưa đủ. Đã. Giàu có hay là nghèo nàn người ta có ai người ta quan tâm biết đấy là đâu mà. Việc của người ta đâu. Cho nên đừng nên coi thường nhau. Lâu lắm rồi ăn cái canh bắc biển à? Chú Quyền chú đang bảo lâu lắm rồi ăn cái canh bắc biển này. Bận đi làm suốt. Hôm nay các chú kéo anh đi ăn sáng này, khiếp quá, anh vừa chợp mắt một tí đấy. Hôm nào cũng phải làm đến 4-5 giờ sáng. Đấy hai anh em cái chấm cùng đấy đấy. Đấy. À, thế tiết riêng à? Thôi thôi được rồi. Diễn lòng này, lòng già lòng non. Ông này thôi đã rót rồi, thôi rót rồi thì cứ ăn đi. Tiền mắm nhiều tiền lòng. Kể mấy khi chủ quán có điều kiện. Rau cỏ các kiểu con là điểu đấy. Thôi anh em lên tráng miệng đi Nhật. Vòng này vòng 2, vòng 3, vòng 2 à? Hết luôn cho tỉnh táo đây. Cho thà bác Tuyến bác có tí tuổi bác cái già. Ôi trời ơi, phải làm miếng dạ dày ăn cho nó mát mẻ thằng người đây. Dạ dày dạ mỏng.
Em thấy cái đoạn đầu nằm cổng này em rất rất thích ăn nha. Nó giòn nó dày nha. Tình hình bát tuyến bát cả xưa này nằm cổng ăn nó giòn giòn béo béo ngậy ngậy. Đúng không anh? À, thế anh há mồm ra nè. Oam oam là âm. Úi giời ơi sướng. Đúng không? Đâu đây này có bộ răng trắng nha. À, thế mà tải răng mới đầu nếu ai không biết đấy là bảo là ông là răng giả đấy. Nhiều người phỏng vấn thật ấy. Ủa, chú đôi chú Xuân chú đánh quả sấp đôi. Đấy, miếng này miếng ngon này cả nhà, miếng này ngon thì mình phải hoạp luôn. Bác Tuyến bác xong quá thì nhận mất cái miếng này là nó có cái đầu lòng nó dính đây này. Mời cả nhà nha. Đấy, biển này bột canh. Còn mấy ông quán nước mắm, ông này thì ăn nguyên nước mắm không này, đấy đời được khổ thế. Ông này là mắm ớt. Ba chế độ. Ông này cũng mắm ớt này. Biển bột canh này. Cái này tí phải tính lên từ nước. Còn ông này thì ông chuyên chỉ nước mắm không rồi, thế mới tải. Đấy, cái này ăn uống nó khẩu vị nó khổ quá rồi. Có 2.000 này làm hết 18.000 thì nó nửa chai nước mắm rồi. 18.000. Hai được cứ ngoài rồi. Đây lại đĩa chanh này một đĩa thế bác không tính tiền chanh ạ. Bác Tuyến bác đang bảo có 20.000 tiền nòng, 18.000 tiền nước mắm. Càng ăn thì càng khuyến mại nên càng ăn đắt nhiều quá đấy, ăn ba lỡ đắt lắm. Tiền thì dùng nhiều thì lại càng nhất nhiều tiền. Hai anh em à? Ủa chơi chơi này chết anh à? Sáng sớm này là hai anh em mình cái này. Mời cả nhà nhá. Ba cái hôm điện là chú vào đi chiều hôm đấy là đi mua cái thẻ mà mời bác Tuyến ngay đi. Khách đi. Đây là đầu bếp Xuân anh Tuyến ạ. Đấy, trên kênh của em thì bác biết đây này, bác vừa kèm đấy, bác vừa kèm cái đầu bếp Xuân này hết đi. Nhưng mà vâng không uống đi đã, nếu khác nói chuyện đấy. Đây là toàn là các em nó tất. Cái dài nó béo vậy. Sang này thì ăn nằm mà chắc thì ăn dày. Dày này, ai gấp cái miếng dày nó phải dày. Thằng nào mà không ăn nhanh là hết. Ba cái tàu này nó dày lắm. Thằng nào không ăn nhanh là hết. Toàn tàu đập hàm cấp 4. Đấy, ngồi nhai mẹ, vênh mặt lên nhai cho ngon nhỉ. Được cái bộ già cho được cái bộ răng kẹp hàm được trắng trẻo. Mà anh cũng hút vẫn hút lúc nào ná này. Thế mà tải da trắng. Nói được à? Bình thường này này ít hút. Thứ nhất là hạn chế ở đám nó khác, vì đám hút là mình này cảm thấy ở nhà thì hạn chế. Người ta được cái men răng, còn như mình không được men răng có đánh một ngày đánh 8 lượt vẫn thế. Thật càng đánh lục cái cục u nó cứ để không. Không, ý là đánh thì là nó chỉ thay thôi nhưng mà nó bắt đục như thế. Ở nhà đấy là cứ bữa sáng ăn sáng ở nông thôn rất chi là vui vẻ, dân dã mộc mạc ăn không khách sáo, ăn nói chuyện thoải mái vô tư, không ai bố con đóng đinh với thằng nào. Bà Tư ơi, châm tỉ của anh ơi. Đấy, châm đầy vào. Đấy, đây là bà chủ quán nhá. Đây đi. Ôi, bây giờ em quậy ba hết rồi. Chả lẽ này bán mời lưng của lưng này. Lưng này. Lưng của lưng này. Để cho các em theo này. Uam. Rồi sướng đời ta điền.
Nguyên liệu buổi sáng mặt em phải tươi tỉnh lên. Tuyệt vời. Tuyệt vời mặt trời. Nhớ đi các bố ơi, ăn mạnh hết rồi còn Thái. Mời cả nhà ăn sáng với anh em mình ăn bún riêng với lại các đứa anh ạ. Buồn hết luôn chơi cả. Chú chơi cái đũa nhiều đũa này bằng nhựa nó trơn lắm. Mời cả nhà. Uống cái này nồng lắm chứ uống. Đúng rồi, nói chung là nhà mình cũng hơi vài tháng mọi người mới công mới việc. Mời cả nhà nhá. Ăn sáng với anh em mình. Ây da. Nâu nóng, chút quyền bảo nâu nóng được ăn bữa canh bác biển này. Không chưa? Cái này mà ăn nhanh thì... cao thủ hơn chủ quán luôn này. Ăn nhanh như cái này mà... Nốt, tùng vèo luôn. Đấy, mời cả nhà nha. Đúng một tiếng nữa ăn, tôi nói còn phải đi kéo vùng này. Đi kéo vùng này, đúng rồi, anh này nó chuẩn là đi kéo vùng này. Thì là không giúp rồi. Nếu mà nói như bảo đi kéo vùng này chỉ có anh em hiểu thôi. Mọi người không biết đâu. Nhà. Gọi là chỉ dân cửu vạn mới biết là nó kéo gù. Công cứng luôn cả nhà. Ai biết rồi. Đã biết à, kéo gù biết đi chịu rồi. Mới làm mấy ướt này. Đấy, đấy. Bao nhiêu rồi? 41. Ngon quá. Đấy, kéo gù cái cành. Đã có thưởng thức rồi. Trò ớt rồi. Hòa. Bắt kéo cái dân bây giờ đôi gù ba. Tuyệt vời mặt trời, sướng đời tá điển. Nhìn thì biết rồi, nhìn bao kịch kéo là chứ, cái nhắc là thường kịch kéo. Nguyên đất gù này, đất đạp ba là bốn, ba bốn người chung nhau một cái kéo gọi là gù, và ông gù bốn đứng đạp. Bốn người đánh gù. Quyền cũng trong vai gù kéo đạp kéo ăn gắt. Gù nhiều quá. Từ lối tuổi các chú về trước đã biết. Anh Tuấn ạ, nhỉ? Rồi. Anh em mình đời quá khổ. Đương nhiên sinh ra cái nghề tổ. Anh đây anh ơi, anh em mình cái cảnh đấm mạnh thế nào? Anh hết lại Thái cứ mua tư đi. Bố đi, ăn mạnh lên. Bố này chỉ chỉ nước thôi. Nước rồi. Nước rồi. Tôi mà ăn đi rồi. Thế là cái ăn mà ăn con tính người. Ăn đến cận. Nếu như là kẻ đi đáng rồi, trong là ngồi vui thì chính. Toàn vài số cả nhà. Ngon là sao mà cướp được thôi. Cày đấy. Phải chín này. Hôm nay rơi của này khét đấy. Cày rồi. Uống rượu em ơi. Đẹp. Ơi. Khét đấy. Oàm. Cảm ơn rượu. Giỏi nhỉ. Cảm ơn sướng. Ồ. Tiến quay à. Anh Tiến rồi đấy. Đã. Gọi lần sau gọi bạn anh Biển nhá. Đấy. Đấy. Trông đẹp gái lắm. Già đi à. Người mẫu ấy. Ngày, 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 em vẫn như ngày xưa em thế bây giờ là cũng là điện nước vẫn đầy đủ không nghe đúng rồi. Đầy đủ hết đấy nhảy vẫn cái dạo à. Mời cả nhà nhé, ăn cứ mạnh quen mời nhiều. Cái này nó cháo lên đây.
Đấy, cũng đũa cả. Ui dồi ôi, hôm nay các bố ăn cái canh toàn dùng đũa này. Món cái canh của bác nào ngon quá. Đấy, ăn ui dồi, vụn thôn phát giống mùi tôn nhỉ. Vụn phát nhẹ nhàng, ron giật. Chú còn dễ hơn mùi tôn. Chú còn dễ hơn mùi tôn à. Chú đấy, chú còn dễ hơn mùi tôn, không phát đấy hết. Cả nhà, cái canh như là bác chú mà lâu ngày không được ăn của bác biển khiếp người. Ngon quá. Nhưng mà cơm có suất đúng không? Nính có khẩu phần. Nhưng mà mỗi người nó chỉ mua thế nó còn ăn nóng nữa cứ tự thái. Cái cảnh nó có hạn. Ăn đi, gấy được một gấy. Cảm ơn chú nhá. Ông anh đi rất là bình tĩnh. Các bạn, cô bác này. Bình tĩnh bên lóc nhà. Lóc nhà rất là bình tĩnh. Chú họ hả? Còn tay em mình nhỉ? Bác đến có cái gì mà cho lóc nhà là nhà. Vâng, vâng, vâng. Đây là tôi với hai chú rồi. Vâng, vâng. Cái gì ớt này đấy khớp luôn là cả nhà ạ. Ôi khớp còn ở đây là ôi cắn được mở cả nhà nhá. Gặp tôi bắt ô cái tô chưa chúng ta này thì cơm kéo nó nhá chè cơm cái cạnh cũng chè chè cũng chè bán cái này đấy tầm cầm đấy bán tầm cầm ra kéo này kéo ăn cuối ăn thì biết là ngon rồi đấy cuối mình cố ăn ép thì ép người cần cố ăn người nói hết phân đó là lại mặt to hơn cười đấy lại mặt to hơn cười như quả này chiếc nào chiếc nào mới đầu là to hơn chân á về sau cuối mới cho ăn ngon em mua cái ông này ăn đấy ăn kim kế chắc là trầm xui cao thủ như thế với ngày xưa mới tán cái giá rồi ôi rồi ôi hết chiếc rồi khu cho chủ ơi đón ra ngay đón khẩn trương đấy thế thì chúng mình tìm sẵn đấy sẵn cái gì sẵn cái tươi nhỉ ôi mới đầu nói bảo sẵn tươi thế cộng đồng họ bảo là sẵn tươi kìa đây là kiểu là kiểu muốn gọi đẻo ấy bán ra ra đâu rồi ra đâu rồi đi được làm rồi chờ rồi cầm ngoái cái bàn này bắt cái cây của em đúng không có một lần cũng ở cái bàn tại cái bàn này tại cái chỗ này, tại cái bàn này, tại cái quán này, tại cái quê hương này, anh em mình lại kèm với nhau một cái, à, thấy đẹp luôn như nữa, cuộc đời tươi đẹp đúng không? Quê hương tôi luôn ở vui đẹp nhà đời đúng không? Thấy đẹp, quê hương này cũng thấy ngọt, nó ngọt cái chuông là quê hương nó phải nhà đời, nó cứ phải giản dị, đơn giản, ăn sáng uống bia nó phải chuyện trò nó phải thắm thiết, mời cả nhà nhá. Hôm nay anh em mình nói chuyện lâu ngày không được gặp nhau vui quá. Gặp lâu ngày không gặp đại ca này. Bốn mấy năm hôm nay mới lại gặp lại. Đến tên quyền. Mời cả nhà nhé. Cáp cả tu. Nói lại câu này, nhiều lúc là bảo anh em là tới những lúc chủ qua chủ tiêu. Những đêm hai anh em tâm sự cùng nhau. À, đi được. Hết rồi. Có vẻ hay đấy. Tâm là tâm. Tâm là. Quái. Thế chưa? Như là cả như là phao chị vừa năm cả nhà hôm nay sáng nay chia sẻ đây nhá.
lại lâu rồi hôm nay lại ra quán nhà bà họ Tươi làm cái video này, gặp được các chiến hữu đây. Nó chiến hữu nó vui. Tươi sẵn, tươi sẵn. Quán nhà Tươi sẵn. Quán ăn bình dân đồng khách lắm. Sẵn tươi. Mình đã chia sẻ này quanh như quẩn lại là chỉ có món ăn dân dã hàng ngày, mình chia sẻ như bữa ăn dân dã được không, giả vấn đề gì khác. Video có thể lượng một lần xem 200.000 like và đăng ký kênh ủng hộ cho Việt nha. Hẹn cả nhà các anh nhá. Hello, xin chào, sau nhá, chia sẻ rất nhiều.